Video này sẽ hướng dẫn anh chị xem tồn kho của sản phẩm. Đầu tiên, anh chị vào mục quản lý, chọn kiểm kho, chọn mục tồn kho. Để xem số lượng sản phẩm tồn kho, anh chị chọn ngày muốn xem, sau đó kéo xuống để đồng bộ dữ liệu. Anh chị có thể chọn các mục tất cả, cho bán và không cho bán để xem sản phẩm tồn kho. Sau khi chọn mục tất cả, giao diện sẽ hiển thị giá bán, giá tồn kho, số lượng tồn kho của từng sản phẩm cùng tổng kho và số tiền trong khoảng thời gian đã chọn. Ngoài ra, anh chị có thể tìm tên, mã vạch sản phẩm trên thanh tìm kiếm để xem từng sản phẩm cụ thể. Bằng cách bấm vào từng sản phẩm cụ thể, anh chị có thể xem chi tiết. Mã hóa đơn, ngày bán, tên sản phẩm, đơn vị, hình thức, số lượng, giá sau thuế và thuế của sản phẩm.